Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng vẫn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Từ Đại Bi Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức giảng sư, Hoằng pháp trung ương, đạo tràng chúng con vùng sâu vùng xa được sự chỉ dạy của thầy chủ trì, hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ chư tôn đức giảng sư Tát Bạch Quỳnh Tiến Khánh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức giảng sư, đạo tràng chúng con vùng sâu vùng xa bấy lâu nay khao khát Phật pháp, thời chưa đến, duyên chưa đủ, do đó chưa bao giờ được chiêm ngưỡng và đảnh lễ cung thỉnh được chư tôn đức giảng sư để chia sẻ pháp thoại duyên lành. Hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2019 kỷ hợi niên Phật lịch 2563, với sự cho phép và ủng hộ hướng dẫn của thầy chủ trì mà hôm nay đạo tràng chúng con được trang nghiêm như pháp. Vào giờ này pháp thoại duyên lành, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm trên đại hùng bảo điện. Xin đại diện đạo tràng thành tâm đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm về đại hùng bổ điện để chia sẻ pháp thoại duyên lành, để đạo tràng Phật tử vùng sâu vùng xa của chúng con được tăng trưởng phước lành. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Tát Đại Chứng Minh. Niệm Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bác đi ra thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
ca nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ca nam mô bổn sư thích ca sơ tân ca mâu ni phật ca nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ca nam mô bổn sư thích ca bổn sư thích ca mâu ni phật ca nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ca nam mô bổn sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Từ Đại Bi Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Giảng Sư, cũng như chư Tôn Đức Ni và tất cả các vị đạo tràng Phật tử, hôm nay là một duyên lành đặc biệt cho đạo tràng Phước An vùng sâu vùng xa. Vừa qua, ở nơi tại mảnh đất Sài Gòn thân yêu của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh, chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp Trung ương, cũng như chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự và chư Tôn Đức Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức thành công một sự kiện hội thi giáo lý toàn thể thành phố 24 quận huyện cho toàn thể quý Phật tử trên toàn địa bàn của thành phố và các tỉnh phía Nam. Trong hội thi giáo lý này có trên 3.000 Phật tử tham dự thi và rất nhiều vị đạt được hạng U, hạng A. Đây là một điều kết quả rất mỹ mãn, đánh giá sự tinh tấn của chư Phật tử của các tỉnh phía Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh. Và song song theo điều này, một thời gian rất ngắn, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam với sự được sự ủng hộ của các ngành của nhà nước từ địa phương đến Trung ương, mà chỉ đạo Ban Hoằng Pháp Trung ương cũng như Ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng cũng như Ban Hoằng Pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo Hoằng Pháp Trung ương dành riêng ưu ái đào tạo Phật tử Hoằng Pháp viên các tỉnh vùng Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đà Lạt nói riêng, nói chung các tỉnh ở phía Nam. Sự kiện này cũng thành công viên mãn và gần gũi sự kiện thân thương và từ bi
rộng lớn cũng như thành tựu viên mãn thời gian gần đây nhất của tỉnh Đồng Nai chúng ta, cũng đã tổ chức một sự kiện, đó là Đại Giới Đàn Diệu Tâm, dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thượng Trí Hạ Quảng và sự chỉ đạo của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Đồng thời Chư Tôn Đức trong Hội đồng Trị sự cũng như ban ngành đoàn thể viện trung ương, cũng như sự chỉ đạo vô cùng khéo léo, từ bi đầy độ lượng của Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Quang, đương kim là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, hiệp chung hòa hợp của Chư Tôn Đức lớn trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại Giới Đàn Diệu Tâm rất thành công, đầy hoan hỷ, từ bi và mỹ mãn. Trong giới đàn này có hơn 2.348 giới tử, chưa tính Bồ Tát giới cũng như hàng cư sĩ tại gia đã thính giới và thọ giới. Như vậy, ba sự kiện vừa qua trong khoảng thời gian ngắn của năm 2019 này, hiện diện trong phía Nam cho chúng ta biết rằng, tuy trong kinh nói thời buổi chúng ta đang sống là thời kỳ của mạt pháp, nhưng theo sự nhận định cá nhân của Thầy, đây là thời vàng son của Phật Pháp. Để vui mừng và cúi đầu tỳ hỷ công đức tán thán của Chư Tôn Đức, Hội đồng Trị sự các ban ngành viện trung ương đã tổ chức ba sự kiện lớn vừa qua thành tựu giữa đạo tràng Phước An, vùng sâu vùng xa, vành đai trung ương cục miền Nam chiến khu D này, với cái niềm vui hoan hỷ, từ bi, học hỏi, nương theo tấm gương sáng ngời của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai và toàn thể Chư Tôn Đức, mà ngày hôm nay Thầy cũng mạo muội bằng sức học sức tu nhỏ mọn và kém bé của chính mình, noi theo bước chân hoàng ngọc của quý Ngài, tổ chức Pháp Thoại Duyên Lành Tất Niên 2019 kỷ hợi niên Phật lịch 2563, được sự thương tưởng của Văn phòng Đào tạo Giảng sư Hoằng Pháp Trung ương, các Chư Tôn Đức, quý Thầy quý cô Giảng sư Hoằng Pháp Trung ương khóa 9 cũng như khóa 10, từ đường xá xa xôi, công việc bề bộn rất nhiều của cuối năm tất niên, nào là công việc của chùa, công việc của tịnh xá, cũng như công việc của trường, của lớp, của học hành, mà dấn thân vào vùng sâu, vùng xa. Điều này làm cho ban tổ chức cũng vô cùng hoan hỷ, xin cúi đầu tỳ hỷ tán khấn công đức này, đề nghị đạo tràng chúng ta cộng với niềm hoan hỷ này cho Thầy mượn một tràng pháo tay thật là lớn. A Di Đà Phật. Với tư cách là trụ trì chùa Phước An, trưởng tổ chức Pháp Thoại Duyên Lành của năm 2019, những lời nói vừa qua thay cho lời khai mạc cũng như tuyên bố lý do, Nam Mô A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Tiếp theo chương trình là giới thiệu thành phần Chư Tôn Đức đường xa xa xôi cũng trở về đây tham dự. Chúng con đại diện ban tổ chức xin cúi đầu bái bạch cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Minh Tảo có vài lời giới thiệu đến với đạo tràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mạn phép thượng tọa cho phép chúng con trước khi mà bước vào buổi pháp đàm hôm nay, xin mời tất cả lắng tâm để chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Mời tất cả toàn thể đạo tràng chúng ta khởi thân. Nam Mô
Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Phật. Chúng con cung thỉnh thượng tọa an tọa cùng toàn thể đại chúng an tọa. Xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng an tọa. Trước tiên, ngay trước khi giới thiệu thành phần ban giảng sư về dự buổi hôm nay, chúng con mạn phép cung kính bái bạch thượng tọa giảng sư ban Phật pháp Trung ương. Chúng con cung kính bái bạch ủy viên thượng tọa ủy viên ban thường trực giáo ban giáo dục tăng ni tỉnh Đồng Nai, phó ban trị sự huyện Vĩnh Cửu, chủ trì chùa Phước An, thượng tọa Thích Minh Đạt. Quý vị cho một tràng pháo tay. Kính thưa toàn thể quý chư nam nữ Phật tử về tham dự buổi hôm nay, trò tỳ kheo Thích Minh Tảo, ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương vùng sâu vùng xa. Thứ đến là đại đức giảng sư Thích Minh Thọ, ủy viên ban Hoằng pháp vùng sâu vùng xa. Thứ đến sư cô Thích Nữ Hạnh Trang, khóa chính, cũng ủy viên ban Hoằng pháp vùng sâu vùng xa. Thứ đến sư cô Thích Nữ Diệu An, ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương vùng sâu vùng xa. Và sau đây mà sư cô Thích Nữ Diệu Trân sẽ có lời là giới thiệu đến quý vị một Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lời đầu tiên, cô xin được kính chào quý Phật tử đang hiện diện nơi đây. Lời chào trân trọng và vui mừng nhất Và cũng xin được tiếp lời MC, xin được hân hoan chào đón những khuôn mặt rất là dễ thương của quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Phước An của chúng ta. Được trong một tràng pháo tay thật lớn Thưa Phật tử, chúng ta đến chùa, tâm mình có an chưa? Dạ, ai an giơ tay lên cô xem thử. 1, 2, 3, 4, ít quá Mình an đại đi. Chùa mình là chùa Phước An đúng không ạ? Phước An thì mình phải an. Quý Phật tử, cô hỏi thêm câu nữa. Mình đến chùa, mình đã giải thoát chưa? Có ai giải thoát không ạ? Chú gật đầu hả? Chú là người đầu tiên giải thoát. Dạ, xin hỏi chú, trong bước đường tu của mình, chú đã giải thoát được gì? Chú có thể chia sẻ đến bạn bè mình để mọi người kinh nghiệm, và biết đâu trong đây còn có rất nhiều người giải thoát nữa. Xin mời chú ạ. Chú pháp danh là gì ạ? Chú đứng lên, chú đứng nói gì cô nghe, còn mọi người ta không nghe. Dạ, chú kể cái sự giải thoát của mình cho mọi người nghe. Đây là pháp thoại. Quý vị chia sẻ tâm tình trong cuộc sống của mình, có những gì mà mình cần chia sẻ, có quý đoàn giảng sư tới để chia sẻ cho chúng ta, để chúng ta khai mở, để chúng ta thoải mái đi trên con đường của mình. Ví dụ như đường đi mà có nhiều cây cối quá, có nhiều đá gầy gò quá, cho nên bây giờ nhờ giảng sư về dọn đường tiếp để tâm mình được vui vẻ, thoải mái bước đến chùa. Và nhớ nha, đến chùa, việc đầu tiên chúng ta là nở nụ cười. Ai không cười, lỗ ráng chịu. Và xin mời chú nói cái vấn đề giải thoát của mình ạ. Như Đạo Phật, chú giới thiệu tên của mình trước. Là con xin giới thiệu, con là Đoàn Vựng, pháp danh Tâm Quyết. Tâm Quyết, dạ. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, trong câu hỏi của sư cô còn nói câu giải thoát thì con cũng có gật đầu, thì con chưa nói gì cả, gật đầu. Cô nói cái ý con là ưng, là muốn
là trả lời cái câu giải thoát của con. Hôm nay ở trước Chư Tôn Thiện Đức, con cũng xin có một chút là tâm sự về cái ý nghĩ của con về cái chữ nói là giải thoát. Giải thoát theo nghĩa con hiểu theo con á, thì con đã định tâm và trở về cái tư tưởng mà nghĩ đến những cái việc lành, việc tốt, là trên bước đường đó là con cũng nghĩ rằng đó là cũng đã giải thoát một phần đó. Thầy con vẫn tắt xin trả lời ngang đó để khỏi toán thời gian của quý Chư Tôn Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô xin được gửi lời cảm ơn đến Chúa rất là nhiều ạ. Xin mời chú trở về vị trí để an tọa. Kính thưa quý Phật tử, có ai hỏi cô gì không? Nếu không hỏi, cô hỏi nữa nha. Thưa Phật tử, khổ đau do đâu? Đây là câu hỏi rất nhiều người đang muốn biết. Tôi khổ gì đâu tôi khổ? Tại sao đời tôi chưng chiêng vậy? Có ai thắc mắc không à? Tôi khổ từ đâu? Kính thưa quý vị, khổ á, nằm trong bài Kinh Tứ Đế. Đó là bài Kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên Đức Phật dạy. Khổ đế á, nó nằm trong 8 khổ và 3 khổ. 3 khổ đó là hành khổ, khổ khổ và hoại khổ. Đó là tam khổ. Rồi bát khổ là 8 thứ khổ. Nghe đi chùa mà nghe kể khổ quá, rầu quá đúng không ạ? Bát khổ là 8 thứ khổ. Một là sanh khổ, hai là già khổ, ba là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, rồi chết khổ, oán tán hội khổ, ái biệt ly khổ, ngụ ấm xí thành, xí thành khổ. Nói chung là nó có rất nhiều cái khổ. Quý vị có công nhận sanh là khổ không ạ? Nói cô ơi, sanh nằm trong bụng biết gì khổ. Bây giờ mình ra ngoài này rồi mình mới thấy, mình chỉ cần nằm trên giường một ngày thôi, cảm giác thế nào? Tồi túng, bực bội, chết thì chết cho rồi, chứ còn sống kiểu này thấy không vui. Đúng không ạ? Còn em bé nằm trong bụng mấy ngày? 90 ngày, đúng không ạ mấy cô? 9 tháng hả? Ôi trời ơi, 9 tháng Chúa rành luôn ha. Chắc có gia đình rồi phải không chú? 9 tháng chứ không phải là 9 ngày. Rất là khổ. Sinh ra cũng rất là khổ. Đó nói là sinh thôi. Già khổ không quý Phật tử? Ai nói già khổ giơ tay lên. Chính xác. Ủa kinh dưới đâu có thấy già lắm đâu. À thì ra là cái già nó đang luân chuyển. Tuy già tuổi chưa phải 89 nhưng mà già nó hiện hữu. Nó đang có trong từng phút từng giây. Vậy thì bệnh có khổ không Phật tử? Ai nói bệnh khổ giơ tay lên. Chính xác. Bệnh nó khổ lắm. Bệnh gì mới là khổ? Còn bệnh nào không khổ? Đau bụng thì khổ. Vậy nhức đầu có khổ không? Dạ, nếu nói bệnh là khổ, vậy thì bệnh tương tư có khổ không Phật tử? Vậy thì già khổ, bệnh khổ, chết khổ không quý vị? Nói già chưa chết đâu biết đâu khổ. Đâu cần mình chết đâu. Người thân mình hoặc là có duyên sự gì, mình đi đám tang mình thấy người bệnh nó nằm tội lắm, không nói được gì chân. Ai có chửi rủa gì, ai có đánh đập gì cũng im luôn. Cho nên chúng ta là người tu, một khi thấy cái quan tài nằm đó, mình có một cái quan niệm như thế nào à? Mình tu cũng giống như là cái người chết mà nằm trong quan tài vậy đó. Cho nên không có ganh tị, không có sân si, không có hơn thua, không có tật đố, cũng không có tham muốn, không có dục vọng nữa. Người chết nằm trong quan tài, quý vị có nghe cãi không? Cãi lại ví dụ như vợ tôi lỡ đi, người nào mất tên Nguyễn Thị A, cầu siêu cho Nguyễn Thị B. Cái người nằm trong hàng tên A mà mình cầu cho Nguyễn Thị B, họ cũng không có trả lời, cũng không cãi nữa. Có khi nào mình thấy họ ngồi lên nói, cô ơi, cô cầu an sai rồi, con Nguyễn Thị A, đâu có đâu đúng không? Im phăng phắc,
bây giờ người mà nằm trong quan tài đó, mình lợi mình lấy cái áo họ họ cũng không nói gì, nhưng mình sống mà đụng tới đồ mình, gần gần tới cái tôi nhìn liền, coi đang làm cái gì đó, có xâm phạm quyền lợi của tôi không? Nếu như chúng ta là một người thật tu, thì chúng ta xem mình như là người đã chết nằm trong quan tài vậy đó. Mà người nằm trong quan tài thì không có hơn thua với ai hết, an lạc vô cùng quý vị. Bước vô chùa, mọi trần duyên mình bỏ hết, mình tập chết một ngày, mình tập chết 7 ngày, đó là khóa tu 7 ngày đó quý vị. Khóa tu một ngày đó, để mình tập chi à? Cho cuộc đời mình nó hương phấn, sống cái cảnh gia đình nó ràng buộc, vừa bước tới cổng thôi là nghe ông chồng ông nhằn, vừa bước vô tới nhà thằng con nó la nó rầy, thiệt là phiền phức. Có những người tôi không biết ở đây là mấy chú với mấy cô có nghe không, chứ tôi nghe rồi đó nha. Tôi nghe có một cô này có nói vậy nè: cô ơi, ở trong nhà con giống địa ngục lắm, bước ra con cảm giác như là con thoát cái địa ngục trần gian. Mà tôi không biết đúng không, mà quý vị có công nhận là đúng không ạ? Gật đầu mà quý vị vỗ tay người ta mới nghe chứ, vị gật đầu cô thấy he. Vậy là cùng phe với hôn. Mấy chú nam nhớ nghe, mấy cô nói vậy đó, gia đình mình là địa ngục. Ai đã đem địa ngục tới vậy? Là trong cuộc sống đó, nó có tiếng qua lời lại, rồi người này không nhận người kia, người kia không nhịn người đó, địa ngục nằm chỗ đó. Chứ nếu như người chồng biết nhịn người vợ, người vợ biết lùi bước trước người chồng, chồng vợ, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe thì hạnh phúc, thì nó không đến đổi địa ngục. Tại vì sao cô nói địa ngục à? Có một lần cô làm giám thị cho một khóa tu. Quý vị biết cô này cổ nói mà cô giật mình đó. Cô nhờ cô mở nguồn cái điện thoại, tại vì khóa tu là giữ cái điện thoại chiều máy trả. Cô nhờ cô mở cái điện thoại đang cúp nguồn để mở cho cổ. Đang mở vậy đó mà cổ nói cô một câu mà cô đứng máy luôn quý vị. Cô nói gì nè: thưa cô, con mới ở tù ra. Ôi trời ơi, tự nhiên cô nói vậy đó. Thưa cô, con mới ở tù ra. Cái cô hết hồn rồi, nhưng mà mình cũng gán bình tĩnh. Bị tội gì mà ở tù vậy? Bị tội gì mà ở tù vậy? Mình cũng tưởng là ở tù thiệt. Nói dạ không, ở trong gia đình của con á là tù chung thân. Nhưng đó, cô kể mà cô nói một câu tự nhiên cô sốc mình, cái mình đứng máy liền. Mà cô cũng tình thiệt, nhiều khi cổ muốn tâm sự chia sẻ nhưng mà cổ không có dám nói, cổ sắn câu gì để mình hỏi, để cổ phơi bày cái tâm sự của mình. Cho nên cô mới nói á, là khổ bị tù, bị tội gì mà bị ở tù vậy? Cổ mới nói là trong gia đình của cổ, ngôi nhà đó chính là tù, mà được gọi là cổ phán luôn là tù chung thân. Nhưng nhờ mấy thầy từ bi, mấy thầy bảo lãnh con một ngày, con về đây con tu, bây giờ con tiếp tục vào tù. Trời, con nói cô ơi, tôi mà mai là đi tu chứ tôi ở ngoài, tôi nghe câu này làm sao tôi dám bước đi nữa. Nghe ở tù mà như vậy là quá sợ. A Di Đà Phật, tiếng kén vừa rồi báo hiệu là câu hỏi hết giờ, nhưng xin phép thêm chút nữa cho nó đầy đủ cái ý nghĩa. Khổ do đâu? Khổ là do ái nó nghe Phật tử. Ái là gì? Mình thích, chỉ cần cái mà mình thích thì cái mình thích đó nó sẽ làm sợi dây ràng buộc cho mình, làm cho mình đau khổ. Và nếu như mình thích cái món đó càng nhiều thì khi nó mất, chính chúng ta là người đau khổ. Ái là nguyên nhân đưa đến đau khổ. Vậy muốn hết khổ mình làm gì à? Cắt sợi dây ái. Ái là thích, ái là yêu. Ái không phải là người nam với người nữ nha. Cái mình thích là gọi là ái. Ở đây Phật tử, ai là người không có ái món nào hết? Tiền không thích, người đẹp không thích, xe không thích, nhà không thích, danh vọng không thích. Chú này chú cười nè, cái gì con thấy con cũng thích hết, cho nên cái mà cô nói không thích con dính hết rồi, vậy còn khổ dữ lắm. Thì cô chỉ chia sẻ phương pháp, còn cách chuyển hóa phải là tự mình. Khổ là do ái, mà nếu muốn hết khổ
thì chúng ta phải đoạn trừ cái ái đi thì nó mới hết khổ. Kính bạch chư tôn đức, vào giờ này chúng con cũng xin được phép đọc một câu hỏi của một Phật tử gửi lên ban tổ chức, nhờ ban tổ chức giải đáp dùm. Câu này dễ thương lắm Phật tử nghe nha, nghe rồi kinh nghiệm coi ai là người hỏi câu này, có phải chị kế bên không? Dạ thưa quý sư, đi chùa mà còn chấp và dành chỗ ngồi. Dạ đi chùa mà còn chấp còn dành chỗ ngồi, không biết ai hỏi đâu, mình nhìn coi xung quanh mình ai nha. Và câu hỏi này con xin được trân trọng kính mời sư Minh Tảo sẽ trả lời câu hỏi này ở Di Đà Phật. Xin trân trọng kính mời sư. Rồi, là nãy giờ là quý vị nghe được sư cô chia sẻ như vậy, rồi trong lòng thấy sao? Cởi mở chứ hả? Cởi mở tức là xả bỏ được cái gì? Bớt được cái lo toan, cái buồn phiền của mình, phải không? Tới đây là phải an, phải lạc, phải không? Mà nghe được và an lạc không? Tặng cho sư cô chẳng pháo tay nữa đi. Rồi, nhân cái đó sư cũng nói tiếp, đi chùa còn chấp, sao khổ vậy? Đi chùa còn chấp chi cho khổ vậy, phải không? Mình tại sao đức từ phụ của mình đó có gì? Tứ vô lượng tâm, tức là sao? Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mình con cái của Ngài mà mình không được được cái nào sao? Thí dụ xả, mình xả bỏ đi, phải không? Xả đây sư không có xúi quý vị về bán nhà bán cửa cho ta, đâu có xúi vậy. Còn phải lo cho gia đình nữa, phải không? Nó phải có an lạc chứ, phải không? Nè, mình xả đi. Giống như thí dụ như hôm có bữa nào đó mà mình vô chùa á, huynh đệ đồng đạo với nhau, mà lỡ mình nấu nó hơi mặn chút, mà lỡ có ai chê, lúc đó buồn không? Dễ gì không buồn hả? Dễ gì quý vị không buồn, phải không? Đúng không? Rất là buồn á, nấu cực khổ mà còn chê khen nữa chứ. Ngon vô nấu đi, giận bỏ về à. Phải không? Nè, chấp chi cho khổ vậy? Còn như nè, mấy cô đây, bây giờ sư chỉ nói riêng mấy cô đi. Bữa nào mà quý vị cảm thấy xả được, mà mình cảm thấy con người mình nó vui đó ha, con người mình nó vui á, bữa đó quý vị thử coi, tâm trạng mình nó vui vẻ đó ha. Trời đất ơi, nấu một nồi cơm, một nồi canh, một nồi đồ kho, nó ngon tả không có được. Nó ngon tả không có được. Mà bữa nào trong người mà nó bực bội, nó buồn phiền, nó lo âu, nó đủ thứ chuyện hết trơn á, trời. Sư nói thiệt với quý vị, và nấu ra ăn nó sẵn lè. Không tin là tỷ để ý cử có phải không? Đúng không nè? Phải không? Nè, chứ nói thiệt mà mình mà cảm thấy mà mình nấu, mà mình chính mình nè, mình nấu ha. Bữa đó mà tâm trạng thoải mái quá, trời đất ơi, nay ông xã hoặc là bà con cháu nó được về, nó trời hôm nay bà nội hoặc hôm nay mình sao nấu sao ngon dữ, tôi đặt cả tình yêu thương của tôi trong đó, biểu sao nó không ngon, phải không? Kể cả mấy ông, nếu mà mấy ông có cũng nấu cơm được vậy, phải không? Nhưng mà mấy vị thanh niên bây giờ cũng biết nấu cơm vậy, mà mình đặt hết cả cái tình yêu thương nó vô trong đó, ngon lắm đó. Mà ăn mà mình cảm thấy cái người ăn ta cảm thụ được trong đó, nó nuốt từng cái tình yêu thương trong đó, là vì sao? Ta xả bỏ hết những cái gì mà nó không vui, ta xả bỏ hết những cái gì mà sao nó hàng ngày nó uất ức nè. Chứ còn nhiều khi mà mình cứ chấp ở trong cái bụng cái dạ của mình á ha, làm miếng rau tao giận mày nè, làm miếng rau thử hỏi nấu ăn ngon không? Không có ngon. Mà như vậy là quý vị càng sao càng nuôi cho mình cái bệnh. Thứ nhất, mấy vị lớn tuổi đây nè, xả bớt để chi? Không có chấp nhiều quá, chứ không chấp nhiều quá là tăng xong, phải không? Đột quỵ nghe. A Di Đà Phật chia sẻ với quý vị vậy. Mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại từ đại bi tác đại chứng minh, kính bạch chư tôn đức giảng sư và chư tôn đức tăng cũng như đây. Kính thưa mấy trăm Phật tử trong đạo tràng vùng sâu vùng xa, để giờ này trong buổi pháp thoại duyên lành có bầu không khí hoan hỷ và sinh động hơn, để thay đổi không khí trong khán phòng này một chút xíu gì đó, để chúng ta càng nạp năng lượng để tiếp tục nghe quý thầy quý sư cô giảng sư chia sẻ về pháp thoại duyên lành. Thầy thay mặt cho ban tổ chức kính mời bác Hồng Văn cũng như bác Cúc tiến về phía trước để dâng lên cúng dường mùa pháp thoại duyên lành 2019 Phật lịch 2563. Hai bài ca, ca trước biết sau, U80, U70 là ca sĩ đặc biệt của chùa Phước An, đạo tràng trong tràng của ta thật là lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có duyên lành thầy của con có tổ chức buổi lễ. Trước hết con xin cung kính đảnh lễ chư tôn đức Nam mô A Di Đà Phật, và xin kính chào quý vị Phật tử. Và chúng con xin cung kính cúng dường bài kính mến thầy, và bài thứ hai là bài chân nguyên theo phép của thầy trụ trì cho phép như vậy. Và con xin tròn tràng cổ tay. A Di Đà Phật xin được cảm ơn hai cô Phật tử hát vô cùng hay. Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Kính bạch chư tôn đức, chúng con cung kính nghe rằng cõi trần thế phù du giả tạm, đến rồi đi bụi bám nghiệp dày, mong sao trả hết nghiệp này, giữ tròn phạm hạnh đủ đầy an duyên. Kính bạch chư tôn đức, vừa rồi thì con cũng có nhận một câu hỏi của một cô Phật tử rất là dễ thương. Xin được phép đọc câu hỏi luôn. Quý vị có cần cô đọc tên không? Cần không? Không hả? Biết đâu câu đố của tôi sao? Biết mặt tôi khổ lắm à. Câu hỏi của một cô Phật tử, con xin được phép giấu tên và thưa quý sư, để trở thành người Phật tử tại gia đúng pháp cần những điều kiện gì?
Dạ, câu hỏi này chúng con xin được thành kính cung thỉnh sư Minh Thọ sẽ trả lời đến quý Phật tử. Xin quý Phật tử trong tràng pháo tay thật lớn để chào đón sư ạ. À, giờ tới tới sư nói phải không? Nãy giờ sư cũng muốn nói lắm. À, nãy sư cô tặng chúng Phật tử một cái bài bài ca với bài thơ gì? Giờ sư sẽ đối lại cái bài thơ đó. Tất cả quý Phật tử đang hiện diện ở đây thì thực sự là mọi người mọi cá nhân đều có duyên lành với bản thân mình, với tất cả mọi người ở đời trước đã có vậy, có sự gần gũi gắn bó với nhau. Pháp hội hôm nay mang cái chủ đề là pháp hội duyên lành. Vậy thì với câu hỏi mà một vị Phật tử đã hỏi như vậy thì mọi người đang hội tụ ở đây, chúng ta đã có một cái duyên lành rồi đó. Và cái duyên lành này nó cũng là gì? Cũng là một cái tư lương hành trang của mọi người. Nếu như ai có duyên với Phật Pháp, đây là cái gia tài của mình. Cái gia tài trong Phật Pháp không phải là cái gia tài giống ngoài thế gian, tài sản, nhà cửa, xe hơi, tài khoản ngân hàng, đô la, tất cả đó là thuộc về thế gian Pháp thôi Phật tử. Nhưng mà cái gia tài thực thụ của mình đó, là người đệ tử có duyên với Tam Bảo. Và với Phật tử đang ngồi ở đây, không phải tự nhiên mà quý vị đến mà ngồi được hiện diện tại đạo tràng này đâu, mà bởi vì quý Phật tử có duyên lành đời trước rồi, quý Phật tử có duyên lành với thầy chủ trì. Vậy thì một người Phật tử có duyên lành đến với Phật Pháp để trở thành một người cư sĩ tại gia đúng Pháp, hiện diện ở đây có một số chư thiện nam tín nữ Phật tử có mặc áo tràng, thì sư tin chắc rằng đã có một cái duyên lành, đó là điếc vi Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Nhưng bên cạnh đó thì một số vị hiện diện không biết có được quy Tam Bảo chưa, có thọ trì ngũ giới chưa. Vậy thì những ai đã chưa thì một cái duyên lành hôm nay thì chúng ta sẽ nên kết duyên với Tam Bảo, tức là quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Và những người đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới rồi thì cái duyên lành này quý Phật tử cố gắng tinh tấn để mà cho một ngày một tăng trưởng. Những đạo tràng ở đây hiện diện, những vị Phật tử đã trở về có duyên với Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và quy y Tam Bảo rồi, vậy thì có một số vị thì chưa. Ở đạo tràng hiện tại, những vị nào chưa có quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, giơ tay để cho sư biết rồi. Có được bao nhiêu vị? Vậy là xin chúc lành, xin chúc mừng với đạo tràng. Vậy thì một người cư sĩ tại gia đúng Pháp là quý Phật tử phải trở về với Tam Bảo, Tam quy nương tựa qua ba ngôi Tam Bảo, gọi là quy Tam Bảo, và tiếp theo đó là thọ trì ngũ giới. Đây là hai điều kiện cần thiết không thể thiếu để trở thành một người cư sĩ tại gia đúng Pháp. Chúc an lành đến quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin được tri ân công đức của sư, trân trọng kính mời sư an tọa. Kính thưa quý Phật tử, và để tiếp tục, bởi vì thời gian sợ nó không đủ thì câu hỏi nó sẽ không được đáp ứng hết, thì có người đến được trả lời, có người đến không được trả lời thì sao ạ? Buồn buồn thiêu thiêu đi về, nhớ nha cô, con hỏi mà cô không có trả lời. A Di Đà Phật, cả câu hỏi tiếp theo có một cô Phật tử muốn hỏi quý sư là, thưa quý sư, tội phước do đâu? Dạ, tội phước do đâu? Dạ, câu hỏi này chúng con xin được trân trọng kính mời sư cô Diệu An sẽ là người trả lời. Xin trân trọng kính mời sư cô. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên cho con gửi lời chúc đến chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe và có một buổi thính pháp thật là an lạc. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì với cái câu hỏi mà sư cô Hạnh Chân đã nói và đã đọc ra như vậy, thì chắc có thể là quý Phật tử trong đây cũng rất là thắc mắc, đúng không ạ? Thưa quý Phật tử, làm sao để chúng ta có phước? Chúng ta nhìn vào một con người mà có phước á, chúng ta có thể nhận ra qua các đó, qua các cái hình dáng như là người đó được sống lâu, được mạnh khỏe nè, có nhan sắc, được khả ái, dễ nhìn và đời sống luôn luôn là được hạnh phúc và ngày càng tăng trưởng hơn nữa. Đó là một người có phước báo. Vậy thì chúng ta thấy nếu như để làm sao để mà có được cái phước báo đó thì chúng ta phải như thế nào ạ? Có ai biết không ạ? Chúng ta là một người Phật tử đã quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới rồi, thì chúng ta còn phải làm những cái việc thiện như là làm 10 điều thiện chẳng hạn, gồm có thân, khẩu và ý. Thân thì có 3, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Về khẩu thì chúng ta nói gì vậy? Chúng ta không được nói dối nè, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thiêu dệt. Còn cái thứ ba đó là gì? Đó là ý của chúng ta. Ý ở đây là chúng ta suy nghĩ, tâm của chúng ta, đó chính là ý. Và ý này nó thể hiện ra cái hành động của mình, đó là không tham, không sân và không si. Đó là mình, nếu mình thực hiện được 10 điều thiện và những cái việc thiện nhiều hơn nữa, đó là bố thí, mình cúng dường. Nhưng mà mình bố thí cúng dường mình phải hoan hỷ nha quý vị, chứ mình không thể nào mà mình bố thí cúng dường mà mình so đó, mình còn phân biệt là mình không có thể nào mình có phước báo một cách trọn vẹn đâu. Đó, cho nên đó là mình làm để mình có phước. Còn làm sao để chúng ta chánh tội? Chúng ta chánh tội có nghĩa là khi mà mình làm ngược lại 10 cái điều thiện đó, như là 10 cái việc ác đó, 10 cái việc ác đó nó đối trị lại cái 10 cái việc thiện đó. Chúng ta không sát sanh thì chúng ta phóng sanh, chúng ta không trộm cướp nhưng mà chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta không có nói dối nhưng mà chúng ta nói lời chân thật, nói lưỡng thiệt. Đó, chúng ta dùng những cái lời đó là hòa ái, lời nhẹ nhàng để đối xử với nhau chẳng hạn. Vậy thì chúng ta có thể hết tội không ạ? Chúng ta có thể hết tội đó, nhưng mà với một cái điều kiện. Điều kiện gì có ai biết không ạ? Thưa quý Phật tử, chúng ta phải đi chùa, mình phải biết tu tập, mình thực hành lời Phật dạy nè, rồi chúng ta có thể tu tập và thực hiện giới định tuệ, giữ gìn một cách đúng như lời Phật dạy và sẽ trở thành bậc thánh. Khi mà mình trở thành bậc thánh rồi á thì mình có thể hết tội. Vậy thì khi mà được như vậy á thì tội và phước do đâu mà sanh? Thì cũng do tâm ý của chúng ta mà ra. Do đó chúng ta cần phải giữ cái tâm ý của mình một cách trong sạch. Nếu tâm mình nghĩ cái lời mà ác độc, cái lời mà mình muốn hại họ chẳng hạn, mình muốn giết họ để mình lấy của cải của họ chẳng hạn, thì cái đó là tâm mình đó là ác, thì mình sẽ đọa vào cái đường dữ, đường xấu ác. Thời gian cũng không có cho phép, cho nên sư cô cũng xin dừng lại đây, xin gửi lại cái cho sư cô Hạnh Chân để sư cô. A Di Đà Phật, xin được tri ân sư cô Diệu An rất là nhiều, quý Phật tử trong một tràng pháo tay thật lớn và thật dài đi ạ. Nãy giờ là Phật tử hỏi quý sư cô, bây giờ cô có một câu hỏi mỏng, câu hỏi cô đơn giản lắm, ai cũng trả lời cũng được hết á. Nhưng mà để coi trả lời có đúng không nghe.
Câu hỏi quý Phật tử lắng nghe: trong cuộc sống, điều gì Phật tử gọi đó là duyên lành? Ví dụ, người ta nói tiền đến với tôi gọi đó là duyên lành. Tôi thương một cái người đó, mà người đó đáp lại tình cảm với tôi, đó là duyên lành. Tôi làm ăn được là duyên lành, tôi đi chùa là một duyên lành, tôi có đứa con trai đầu tiên là duyên lành, tôi có đứa con gái đầu tiên là duyên lành. Vậy duyên lành của Phật tử gọi là duyên lành mà nhất luôn đó, là duyên lành gì trong cuộc đời mình cảm thấy quan trọng? Thầy xin mời chú. Dạ, nãy giờ chú mở hàng xong rồi chú rồi tới người khác nữa. Dạ, xem quý vị, để cô ghi coi duyên lành của ai là đúng nha. Chú nói pháp danh trước để lát cô chốt lại. Duyên lành của chú là gì? Đừng nói gặp bà xã thôi xỉu luôn. Kính bạch chư tôn thiền đức, chúng con cũng được thêm một cái duyên lành nữa, được xin trả lời câu hỏi của sư cô nói về duyên lành. Cô chú Phật tử tên dạ, gì? Dạ, dạ. Tên gì? Dạ, con tên là Đoàn Vựng, pháp danh Tâm Quyết. Tâm Quyết. Dạ, dạ. Kính bạch chư tôn đức, cho con xin trả lời cái câu mà nói là duyên lành. Duyên lành thì nó có rất nhiều cái duyên lành lắm. Mình chọn nhưng, một, tôi nghe chú. Nhưng duyên lành thứ nhất mà tối thường, mà tối cao nhất và gọi là tuyệt đối luôn là đến chùa. Một Phật tử phải đến chùa đến để hiểu Phật và quy y Tam Bảo. Nếu chứ quy y Tam Bảo, đó là duyên lành lớn nhất và cao quý nhất. A Di Đà Phật, tuyệt vời. Chưa. Xin mời cô Phật tử cái dãy đầu tiên bên kia. Chú ơi, chuyển cái mi giùm cô. Thêm một người nữa, coi duyên lành của người đó là gì ạ? Cô Phật tử phía dưới cái đâu rồi, chuyển cái mi giùm mời cô ạ. Duyên lành của cô đó là duyên gì ạ? Cô có phải giống ưu chú này không? Chú này nói đi chùa là duyên lành lớn nhất của cuộc đời chú. Còn cô giống không? Pháp danh để cô chốt lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, dạ hôm nay con cũng có duyên lành, hôm nay con có duyên lành được sư cô hỏi, thì con xin thưa, dù phải dù trái, con xin chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni hãy hoan hỷ. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Loan, pháp danh Nguyên Cầm. Cái duyên lành mà con thích và lựa chọn nhất, cái thứ nhất là được đi chùa lễ Phật. Cái thứ hai, một thôi à con. Dạ, trong cái, cuộc đời mình chỉ dạ, chọn có một thôi, đừng là chọn một nhiều cái đâu. Là sức khỏe. Đó là cái duyên khỏe lành của con được như ngày hôm nay. Dạ, đó cô, là cái duyên lành dạ, con cảm dạ, thấy. Cảm ơn cô, duyên lành là sức khỏe. Phan cô đứng đó chờ nha. Xin mời con gái bên kia luôn. Chuyện cái mi vào bên con gái mà có hai cái đuôi tóc đó đó. Con gái nhìn cô nè. Con ơi, con có duyên lành gì không? Có trong đời con á? Xin mời cô phía sau luôn đi. Cô phía sau luôn đi. Cô không có duyên lành luôn hả? Xin mời cô phía sau nữa. Đây là cơ hội để mình cởi mở, xem cái duyên lành của mình nó đúng chưa. Cô này thì là sức khỏe đúng không ạ? Cái cô thôi không ấy, cái cô cầm cái máy quay kìa. Cô quay người ta hoài vậy. Cô duyên lành của cô là cô cầm được cái máy quay là hạnh phúc hay sao? Dạ, yeah. Xin mời cô cứ mạnh dạn, không nói có hai chữ cũng được. Duyên lành của con là con được mặc cái áo tràng này cũng được, không sao cả. Đây là cơ hội để mình cởi mở. Nam mô. Đứng lên cô ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah. Nam mô. Cô đứng được không ạ? Đứng lên. Đứng cho nó đẹp. Người đẹp mà. Kính thưa thầy chủ trì và kính thưa tất cả các quý đại đức tăng ni Phật tử cùng các Phật tử, như thế là hôm nay là con có một duyên lành đến đây, là con được đi chùa lễ Phật và được nghe tất cả các đại đức về thuyết pháp cho chúng con, rất là điều rất là hay ạ. Anh gì là Phật, cô pháp danh gì ạ? Dạ dạ. Cô pháp danh gì? Dạ con pháp danh là Diệu An. Diệu An rồi. Dạ. Xin mời cô ngồi xuống Diệu An. Đây là giây phút quan trọng công bố người đạt giải xuất sắc
trong đêm nay với câu hỏi vừa rồi cô trao gửi. Đó chính là chú Phật tử Tâm Quyết và cô Diệu An. Đó là đáp án chính xác nhất ạ. Đây là cái duyên lớn của mình. Còn sức khỏe thì không có sai nha. Sức khỏe, tiền tài, danh vọng gì đó thì không có sai. Nhưng thật sự ra đó, để có được những điều này, trước tiên chúng ta phải có nền móng. Chúng ta phải có cái cơ bản, nó mới lui sức được những thứ khác. Hỏi quý vị có chiếc xe này từ đâu? Dạ tất cả nó được bằng gì ạ? Tiền. Chỉ cần có tiền là có tất cả. Mình đi chùa, mình biết đâu là phước, đâu là tội, đâu là đau khổ. Mà khi mà mình biết đâu là phước, đâu là tội rồi, tội thì sao ạ? Là khổ, phước thì an vui. Mình sẽ loại bỏ cái khổ, cái tội đó ra để mình có sự an vui, có cái phước báo. Người có phước báo rồi thì không có chuyện gì mà không làm được. Người có phước báo nè, trẻ nè, đẹp nè, giàu nè, thông minh nè, học giỏi nè, mới mốt chết vãng sanh về cõi trời luôn. Phước quá. Nếu một cái người mà làm phước nhiều quá, chư thiên cũng cung kính, còn lễ lại, chư thiên còn theo hộ vệ người ấy. Người đó không ai mà đụng đến được, không có quỷ dạ xoa la sát nào mà dám đụng đến một cái người có phước hết. Cho nên chỉ cần chúng ta đến chùa học Phật, vi diệu lắm Phật tử. Chúng ta càng học càng thấy hay, Phật pháp rất nhiệm màu, rất là tuyệt vời quý vị. Chỉ cần mình sống, chỉ cần mình hiểu, mình biết, mình cảm nhận được, sẽ có nguồn an lạc và hạnh phúc. Quý vị thấy trong cuộc đời của mình hạnh phúc, quý vị đang sống đây có phải là hạnh phúc không? Chưa chắc. Con cái của mình là hạnh phúc đúng không? Không luôn. Tài sản là hạnh phúc, chưa chắc. Có tiền thậm chí lo hơn người không tiền nữa. Có tiền ngủ đêm có 2-3 tiếng canh ăn trộm, còn như cô không tiền ngủ sáng đêm luôn. Hay. Sao vậy hả? Không có lo, chưa chắc tiền đó là hạnh phúc. Quý vị có nghe bài hát Người Giàu Cũng Khóc không? Có hả? Ai chưa có về mở YouTube nghe Người Giàu Cũng Khóc. Chưa chắc người giàu đã là người hạnh phúc. Mà cái duyên lành lớn nhất của chúng ta là biết đến chùa, biết đến Phật pháp, biết chuyển hóa nội tâm của mình, biết tu tập làm lành lánh dữ để hiện đời được an vui và hạnh phúc. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền có dạy: nếu tội lỗi của chúng ta mà có hình, có tướng đó, thì hư không này chứa không nổi. Quý vị thấy hư không lớn không ạ? Lớn, rất lớn. Nhưng mà tội lỗi của chúng ta đó có hình, có tướng thì hư không chứa không nổi. Vậy thì một khi chúng ta đã có tội, phải làm gì cho hết đây? Sám hối, ăn năn, chừa bỏ và đổi làm lành, lánh dữ. Sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau. Sám, sám giả, sám kỳ thiền khiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Pháp sám hối này vô cùng tuyệt vời. Muốn trở thành Phật, Bồ Tát hay là Thánh Nhân thì chúng ta ai cũng phải biết đến phương pháp sám hối để tiêu trừ tội lỗi. Chứ không ai giúp cho mình hết. Không ai tạo cho mình cái gì để mình đi gọi là thiên đường hạnh phúc hay là trải thềm, trải hoa cho mình. Chính mình cải thiện cuộc đời của mình. Ví dụ cái đám lúa của quý vị cỏ không thì quý vị phải làm sao ạ? Đơn giản, nhổ cỏ. Nếu quý vị không nhổ cỏ thì sao ạ? Cỏ nó sẽ văng đầy, mà nếu không nhổ nữa nó bích luôn, rồi mơi mốt khai không nổi luôn. Vậy thì việc làm đầu tiên của chúng ta, cái mảnh đất tâm của mình nó dơ bẩn, nó không sạch sẽ. Việc làm đầu tiên mình là khai quang. Chúng ta phải biết sám hối. Có rất nhiều phương pháp sám hối. Thì ở đây cô thấy trì danh sám hối. Ở đây mình phải trì danh sám hối không ạ? Cô cũng trì danh sám hối rất là tuyệt vời. Sám hối để mình tiêu nghiệp chướng. Và cô khẳng định, khi mà chúng ta có tội lỗi, khi mà có một cái điều gì đó bất an đến với cuộc đời của mình, chỉ cần sám hối một thời, tự nhiên tâm nó sẽ an,
Nếu tâm không an, sám hối hai thời thì nó sẽ an. Và cô khẳng định rằng nó sẽ tiêu tai chướng, trừ phiền não, giúp cho quý vị an lành, hạnh phúc. Cô không phải nói bằng chính cái sự hiểu biết của mình, mà được dựa vào kinh Lương Hoàng Sám. Quý vị biết kinh Lương Hoàng Sám không ạ? À? Bà Hoàng hậu Hy Thị bị đọa làm rắn mãng xà, nhưng mà ông vua Lương Võ Đế một hôm đang ở trong hoàng cung thì bỗng nhiên có một tiếng kêu la đáng sợ. Thì ông vua đang sợ nhưng ông vẫn cất tiếng của một ông vua, hỏi rằng ngươi là ai, tại sao trong cung cấm này nghiêm ngặt ngươi lại vào đây được. Thì hoàng hậu Hy Thị bạch với ông vua rằng: thưa bệ hạ, thiếp là hoàng hậu Hy Thị, tức là vợ của nhà vua. Nhưng vì lúc còn sống thiếp tạo điều ác, ganh tị với cung phi mỹ nữ, không kính tinh Tam Bảo. Ngày xưa ông vua Lương Võ Đế rất là kính Phật, rất là kính Pháp và kính Tăng, thường cúng dường Chư Tôn Đức. Thì bà hoàng hậu Hy Thị trái ngược lại, bà không thích. Ông vua làm cái việc đó, bà hoàng hậu không thích. Nhưng đến khi chết do tội nghiệp đó, bà đọa làm rắn mãng xà về cầu cứu với chồng mình, đó là ông vua Lương Võ Đế. Khi mà được biết giấc mộng đó, thức dậy sáng lại, ông vua đã triệu tập văn võ triều thần và hỏi ý kiến rằng các khanh có cách nào giúp trẫm để giải thoát cho hoàng hậu Hy Thị hay không. Thì trong nhóm văn võ triều thần đó có một người bảo rằng: thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy thỉnh hòa thượng Chí Công khai kinh để sám hối cho hoàng hậu Hy Thị. Thì lúc đó vua do vì kính tin Tam Bảo, vì tin lời Phật dạy, cho nên đã thỉnh hòa thượng Chí Công là một vị sư đắc đạo đương thời, và đã lập đàn sám hối cho hoàng hậu Hy Thị. Chỉ tụng đến phẩm thứ mấy à? Thứ năm. Thì bỗng hư không có mùi thơm và nghe tiếng từ hư không dội xuống: tạ ơn trước là hòa thượng Chí Công, sau đó là tạ ơn vua Lương Võ Đế, vì hoàng hậu Hy Thị đã được sanh về cõi trời đau lợi nhờ cái phương pháp sám hối đó. Cho nên chúng ta khẳng định rằng một người bị đọa sám hối vẫn tiêu trừ tội chướng, vẫn tiêu trừ tội chướng được. Hà huống gì chúng ta? Chúng ta có chắc là mình không có tội hay không? Xin lỗi quý vị, một người ăn chay trường, một người thường niệm Phật, chưa chắc đã tránh xa những điều tội lỗi. Chúng ta ăn chay trường là không có sát sanh, đúng không ạ? Nhưng chỉ cần chúng ta mở mắt ra, bàn chân của mình bước xuống đất, thì chúng ta đã vô tình dẫm đạp lên côn trùng ở dưới đất mà mình không hay. Mình đang ngồi như vậy, lỡ mà có con muỗi nó cắn mình, mình đập nhẹ một cái, mình thấy đau đau, ngứa ngứa, mình phủi một cái chết mạng, đúng không? Mình không có ý giết, nhưng cũng đã có cái tội vô tình. Cho nên nói rằng trên cuộc đời này không ai là không tội, ít nhiều mà thôi. Người tội nhiều thì đời sống khổ, làm thuê làm mướn, một ngày tìm hai bữa ăn không ra. Còn một người có phước thì giàu có, nhưng phước hay không phước đều nằm trong khổ. Hồi nãy cô chia sẻ là tám khổ đó, sanh già bệnh chết là khổ căn bản của một người Phật tử chúng ta, luôn cả cô luôn. Nó là cái khổ chung, không ai thoát được. Nhưng nhìn người biết tu thì biết rằng nó đã định luật, chỉ cần có tu tập tốt thì chuyển hóa mọi thứ, chứ không ai thoát được bốn cái nghiệp cầu này. Sanh thì đã sanh rồi, già không ai thoát được, bệnh không ai thoát được, và chết nghiệp cầu ắt đó ai cũng phải qua. Cho nên cái quan trọng duy nhất của cuộc đời chúng ta là biết tu tập, biết sám hối, để thứ nhất là tiêu trừ tội chướng, để phúc lành đến với quý vị và cuộc sống hàng ngày được an lành và hạnh phúc. Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai cũng như khép lại chương trình.
buổi pháp đàm của chúng ta. Thưa quý Phật tử, cô cũng nhận một câu hỏi của một vị Phật tử là như thế này. Kính thưa quý sư, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dạy cho chúng đệ tử điều gì lần cuối cùng quan trọng nha quý vị? Giống như cha mẹ mình mất, di chúc lại cho mình, muốn nghe lắm phải không? Nghe coi cha mẹ mình cho mình gì? Cho ít là thương ít, cho nhiều thương nhiều, cho hết gia sản thì thương hết mình. Cho nên cái di chúc đó, cái ngày cuối cùng gặp mặt đó quan trọng lắm, coi cha mình, mẹ mình cho mình được cái gì. Và qua câu hỏi xin được lặp lại, đó là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã dạy cho chúng đệ tử điều gì lần cuối cùng? Và câu hỏi này chúng con xin được thành kính cung thỉnh sư Minh Thọ sẽ là người giải đáp cũng như kết thúc cái chương trình pháp đàm của chúng ta buổi tối. A Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử của đạo tràng, thì thực sự ra cuộc đời của Đức Thế Tôn làm đạo hơn gần nửa thế kỷ, Ngài làm việc không mỏi mệt, giáo hóa làm lợi lạc cho chúng sanh. Nhưng mà đến lúc mà Ngài tuổi già sức yếu rồi, Ngài nhập biết rằng trong vòng 3 tháng nữa bảo với A Nan rằng ta sẽ đi vào Niết Bàn. Và lúc này Ngài phải đi du hành từ Ca Tỳ La Vệ đi ra khắp xứ Ấn Độ, và cuối cùng là an trú tại rừng Sa La Sơn Thọ. Thì lúc này chư đệ tử tụ tập, thì Ngài dạy cho chư đệ tử rất là nhiều về những lời, những cái pháp mà Đức Phật muốn nhắn nhủ lại cho người đệ tử xuất gia cũng như là tại gia. Tức là những cái điều này Đức Phật muốn nhắn nhủ cho chúng ta, để cho chúng ta thức tỉnh cuộc đời, để cho mọi người biết mà tu tập, để tự giải khổ cho mình, để cho mình tìm một cái con đường hạnh phúc. Thì Đức Phật nhắn nhủ cho chư đệ tử tứ chúng, mọi vật trên đời đều vô thường, thân thể này rồi cũng sẽ tiêu hoại, chỉ có đạo là quý báu nhất, chỉ có chân lý là bất diệt, các con hãy tinh tấn lên mà tu tập để giải thoát. Giải thoát là giải thoát gì Phật tử? Giải thoát là những điều cởi bỏ cái sự khổ đau phiền não của thế gian, để đến một đời sống an định trong giáo pháp của Như Lai. Đây là điều cuối cùng mà Đức Phật muốn nhắn nhủ cho tứ chúng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, hãy tinh tấn lên mà giải thoát. Cầu chúc cho quý Phật tử sẽ đạt được cái niềm vui giải thoát trong giáo pháp của Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử Đại Bi Tát Đại chứng minh. Con kính bạch chư Tôn Đức, Tăng Ni Giảng Sư, và kính thưa tất cả các vị Phật tử quý bác trong đầu tràng, kính thưa bác quay phim, chụp ảnh, nhấp ảnh là đại diện cho truyền thông của ban tổ chức cũng như của trường giảng sư nói chung, nói riêng, sư cô Hạnh Chân đã theo rất nhiều dặm đường trên tất cả các tỉnh, từ nội thành cho đến vùng sâu vùng xa, để truyền thông lên những hình ảnh, những âm thanh ẩn ác dương thiện, những lời pháp tuyệt vời sâu sắc đến bằng cả trái tim và đi bằng tấm lòng dâng hiến cho Đức Phật cũng như tất cả các đạo tràng vùng sâu vùng xa để bao ơn Đức Phật. Với cái nỗi niềm, với cái tâm từ bi quan hỷ này của sư cô cũng như đoàn, cũng như các vị sư trong giảng sư của khóa 9 và khóa 10 đào tạo giảng sư Hoằng Pháp vùng sâu vùng xa trực thuộc Ban Hoằng Pháp Trung ương với sự chỉ đạo và bảo hộ của Hội đồng Trị sự, đã đào tạo rất nhiều hàng ngàn vị giảng sư ra trường, đi vào tất cả các tỉnh thành vùng sâu vùng xa,
cũng như các vùng hải đảo, cũng như đem Phật giáo Việt Nam để tỏa sáng các nước vùng ASEAN, cũng như khắp miền Liên minh châu Âu trong toàn cầu. Với ý nghĩa này mà Phật Pháp Việt Nam nó trường tồn và sáng tỏ, khiến cho có rất nhiều bạn bè trên thế giới, giới trí thức quay về với Phật Pháp. Và đồng thời, để vui mừng với sự nghiệp lớn lao này, với lời chữ dạy của Đức Hòa Thượng Trưởng Lão Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thượng Thiện Hạ Nhân trong Kinh Trung Bộ như thế này: Này các tỳ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các ông hãy chia ra nhiều người nhiều ngã đi vào cuộc đời để quần dương chánh pháp, làm cho Phật Pháp trường tồn nơi thế gian này, để cho chúng sanh bớt khổ. Người dương thì có nơi tu tập để hưởng phúc lạc đời này và đời sau. Thế giới vô hình người âm có nơi nương tựa phước điền để đời này đời sau được siêu thoát về những cõi lành, để báo ơn mười phương chư Phật. Đây chính là lời dạy của Hòa Thượng Chủ tịch thông qua thông điệp trong Kinh Trung Bộ của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay với nghĩa cao đẹp này mà quý thầy, quý sư cô, chư tôn đức nào là lo việc trường, lo việc học, cũng như lo việc tịnh xá, cũng như việc giáo hội đã giao cho chính mình. Hôm nay trời cũng đã tối, đường thì xa, các vị từ Sài Gòn về đây để chia sẻ pháp thoại duyên lành với đạo tràng Phước An Tự là vùng sâu vùng xa, trung ương cục miền Nam chiến khu D. Song song theo với tấm lòng từ bi hỷ xã, ngành hoằng pháp của chư tôn đức, quý thầy quý cô, hôm nay Phật tử chúng con ở vùng sâu vùng xa cũng đã nhiệt tâm, và đồng thời có rất nhiều vị ở vùng sâu vùng xa cũng hôm nay với sự hướng dẫn của sư cô Bửu Tiên, sư cô Diệu Tiên đã trở về đây để nghe pháp. Và đồng thời quý bác của đạo tràng Phước An này cũng như các vị Phật tử đã bớt ăn nhín mặt hùng là tinh tài, sắm một cái âm ly mới về để có một âm thanh truyền tải, cũng như chú Cường mà cái ban nhạc cụ của thị trấn này cũng cúng dường cái dàn âm thanh của tối đêm nay. Đồng thời các vị đã nấu nướng từ sáng giờ, nhờ vào những cái bánh cắp bánh cúng cũng như những tô bún thân thương rất là dễ thương, rất là ngon lành, và đồng thời bữa cơm rậm bạc mà vừa qua chư vị giảng sư đã dùng ở trong phòng. Riêng quý sư thì không biết dùng được ngon không, mà thầy thấy là mỗi một vị dùng cũng 3-4 chén, còn riêng thầy thì dùng 7 chén rưỡi, xém chút nữa là 8 chén. Rất là ngon, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy cũng hy vọng rằng tất cả toàn thể đạo tràng chúng ta của tối đêm nay luôn luôn nối kết với nhau, kết duyên lành để mùa pháp thoại duyên lành năm sau hoặc là rằm tháng giêng, nếu như có đầy đủ duyên mà tam bảo hồng ân gia hộ với sự ủng hộ của quý thầy giảng sư và đồng thời sự cho phép của chư vị long thần hộ pháp tam bảo khắp cả mười phương, thầy sẽ tổ chức pháp thoại duyên lành sẽ đông hơn đêm nay và đông hơn nữa, để trước khi mà đạo tràng chúng ta chia tay với chư vị giảng sư, gọi là tạm biệt cái cuộc hội ngộ hữu duyên duyên lành của Đức Như Lai. Và nhân đây thì thầy cũng chứng minh và kính trình lên chư tôn đức ni cũng như chư tôn đức tăng chứng minh hôm nay Phật tử chúng con là chốt lại tất niên 2019 của là pháp thoại duyên lành. Thứ nhất là chùa chúng con vừa có một cái âm ly mới, cho tràng của ta thật lớn. Thứ hai là chùa chúng con có một cái cổng mới ở ngoài, tuy nó nhỏ nó bé bé nhưng mà thật sự ra cũng là cái cổng mới cho tràng của ta đi. Thứ ba là được quý thầy quý sư cô giảng sư từ ở trên trung ương về để chia sẻ pháp thoại duyên lành của năm kỷ hợi cho tràng của ta thật lớn nữa. Thứ năm nữa là chúng con Phật tử chúng con là U70, U80, U90, nói chung là ngày thường bệnh hoạn rất là nhiều, mà mỗi khi mà sư phụ tổ chức pháp thoại hoặc làm buổi lễ nào mà đãi mấy trăm cổ là tự nhiên người nào nấy phẻ re lên, từ sáng giờ nấu bún dọn dẹp quét chùa quét sơ không người nào mệt hết. Thứ tư nữa là bản thân chúng con là chú trì mà trưởng ban tổ chức cùi bắp, nhưng mà bữa nay cũng xưa với thầy với cô con cũng được thêm một ngành, đó là thợ quét nước sơn.
Còn một điều cái tiếp theo nữa là Bắc Văn bấy lâu nay bị thầy hãm tài, không có thể ca được. Nhưng bữa nay lâu lâu thì bắt cóc bỏ dĩa ôm lại giọng ca Bắc Văn, bắt cóc nói chung ca hôm nay giọng ca TU80 mà vẫn còn xuất sắc, nghe rất là hay, cho chào tay nữa. Nếu như hôm nay mà chúng con đứng đây mà liệt kê tới sáng thì quý thầy quý cô có hết đi về luôn à, mà ngày mai quý thầy quý cô còn một số công việc à, do đó à, con chí thành chí kính hồi hướng tất cả cái phước đức này, cái tâm thanh tịnh của quý ngài hướng về che chở năng lượng cho chúng con từ bi hỷ xã, nguyện kỳ nguyện kỳ siêu cho tất cả chư vị hương linh mà nam nữ ký tự phước an, đồng thời chư vị anh linh à, chiến sĩ quỳ quốc hy sinh, đồng bào tử nạn và tất cả các vị mà thai nhi sản nạn, cũng như thế giới người âm phức mặt phức mài vô hình à, nơi chốn đất đai này, kính trình trên có hoàng thiên, dưới có hộ thổ, xung quanh có chư vị quân vương trung thần khai sơn lập quốc và mười phương tam bảo, đại từ đại bi tác đại chứng minh hồi hướng phước đức này cho tất cả các vị hương linh anh linh tiên linh vong linh nương nhờ pháp thoại quan hỷ hôm nay mà cởi bỏ quan trái, xa lìa được cõi âm tâm tối, siêu sanh về cõi lành của đức vô lượng quang, đó là Đức Phật A Di Đà, để vĩnh viễn không còn khổ đau luân hồi nữa, và âm thầm phù hộ cho đạo tràng phước an chúng con, cũng như mười phương tam bảo phóng ngọc hào quang chứng minh phước đức này. Cầu chúc cho quý thầy quý sư cô giảng sư, cũng như quý thầy quý sư cô chứng minh có mặt hôm nay, cũng như các chú tiểu trong bổn tự phước an, toàn thể quý bác tứ đại điều hòa, thân không bệnh khổ, gắn kết để hỗ trợ sự nghiệp hoằng pháp của quý thầy quý cô được viên thành. Đồng thời khi quý thầy quý cô trở về lại Trung ương, cho chúng con đạo tràng vùng sâu vùng xa kính gửi lời viếng thăm vấn an tất niên khánh tế cho Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng Trí Hạ Quảng và Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Trung Nguyên Việt Nam Thượng Thiện Hạ Nhân và Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức của các khóa đào tạo cao trúc trúc giảng sư Viện Chủ Chùa Hòa Khánh và Thượng Thượng Tấn Hạng Đạt và Hòa Thượng Đương Kim là Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Quang. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Tát Đại Chứng Minh.